Không biết sao cái thấy nó ghiền ghiền, cái vụ ổng thôi cưới đi anh. Ghiền mình tới trong mơ cũng có luôn. Bức xúc quá, giống mình dằn nhận được, giống như bị tổn thương. Xin mời quý vị chúng ta dành một tràng pháo tay đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Chào hai bạn. Dạ, chào anh Quốc Thận và chào chị Hồng Giang. Em tên là Tấn Đạt, hiện giờ em là kỹ sư xây dựng, đang công tác ở trung tâm giám định thuộc sở xây dựng của Cần Thơ. Ai ba em? Dạ em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận. Em tên là Mỹ Hạnh, hiện em đang công tác tại trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Cần Thơ. Hai vợ chồng từ Cần Thơ lên đây. Dạ. Thay mặt chương trình rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Cần Thơ. Rồi, kể cho Thuận và chị Vân cũng như khán giả về cái mối tình của hai bạn được bắt đầu như thế nào? Này chắc dạ. Dễ em. Mối tình của tụi em được bắt đầu khi mà năm 2010. Lúc đó em mới tốt nghiệp đại học và em học tiếp lên cao học, thì lúc mình đi học thì cảm thấy nó học cứ liên tục như vậy thì cảm giác muốn cái gì đó nó thực tế, cho nên là em đăng ký học việc, là em đi vào cái công ty lúc thì ảnh lúc đó anh làm giám đốc, thì em vô em học việc thì cũng sợ sợ. Đã giám đốc mà lúc đó chảnh lắm đúng không? Đúng rồi đó chị, cái mặt chảnh lắm. Mặt cũng dễ thương mà, cũng vui vẻ mà. Nhưng mà cứ nghiêm nghiêm nè, cái cười cười không bao giờ nhìn mình hết trơn á. Nói chung là chảnh á. Rồi xong cái tập em mà thấy ai mà chảnh chảnh là em ghét. Em mới chọc, em mới cua thử. Cua thử? Dạ, cua thử thôi à. Chết chưa, ai cũng ghét. Thì xong thì cũng có lần đó đi ăn tiệc với công ty, thì em lấy cái hộp quẹt của anh em giấu. Xong mấy chị cơ quan nói là trời ơi, đàn ông mà mất cái hộp quẹt là mất lửa đó, theo phong thủy là không có tốt. Cho nên là thôi em cũng bắt đầu liên lạc trả cái hộp quẹt. Thì xong rồi cũng cưa cưa dụ dụ. Rồi dính luôn. Xong em cua thử thì bao lâu mới dính? Em cua ổng đâu cũng gần cả năm á chị. Gần năm mới dính? Dạ. Năm trời. Trời ơi. Lý do gì mà em thử gì mà tới năm thì em cũng kiên nhẫn bền bỉ vậy? Thấy được được thôi chứ bỏ cho rồi. Dạ, tại vì em thấy lúc đầu thì thấy cũng hơi khó gần, nhưng mà khi tiếp xúc á, thì thấy ảnh cũng là một người rất là tốt, cũng rất là gần gũi, với lại cũng quan tâm đến anh em trong công ty. Rồi thêm nữa là cũng có những cái quan tâm rất là nhỏ nhỏ, rất là dễ thương. Ví dụ như lúc đó cũng chưa có quen, nhưng mà từ lúc mà biết ổng tới giờ là em không có phải mua kẹp tóc. Ồ, dạ. Vậy hả? Dạ. Ôi, anh Thuận cả đời không ai tặng kẹp cho anh luôn. Tào lý lắm luôn. Ủa em, nhưng mà ban đầu á là em đâu có thích anh này đâu. Cho nên dạ, cái mục đích cua ổng là bởi vì là dạ, thấy ghét. Thấy ghét không? Nhưng mà sau đó tự nhiên cái không biết sao cái thấy nó ghiền ghiền. Chắc nhờ cái kẹp tóc đó. Ơi, ghét của nào trời trao của nấy, đã lạ luôn. Ông trời nói đúng luôn á. Anh hỏi nè, dạ, vợ em là người chủ động cua em đúng không? Vậy thì trong cái chuyện mà đi đến hôn nhân, dạ, thì vợ em có phải là người chủ động như là suối em cưới không? Cưới không ạ? Chuyện cưới thì hình như là vợ em cũng chủ động hơn. Sao vậy? Sao em kể nghe coi sao kỳ vậy? Dạ tại vì em đi học á thì em thấy mấy bạn em yêu mà khoảng chừng 3 năm hơn là xù hết trơn. Cái em thấy em sợ quá, sợ là cái lời nguyền á. Xong cái tới năm đó mẹ em nói em năm sau á nếu mà cưới là Phạm Kim Lâu gì đó. Cái em cũng sợ nữa. Cái dụ ổng thôi cưới đi ông. Cái dụ nữa. Dạ nói chung chồng em cũng dễ dụ lắm, dụ cưới cái xong rồi cưới luôn. Coi như em dụ cái là cưới liền vậy đó. Mà sau đó giờ em tủi thân chị. Sao vậy? Tại vì em không có được cầu hôn. Tại vì em cầu hôn ổng. Dạ em cầu hôn. Nhưng mà em nói là cưới cái ổng đó, ở đâu cứ cưới vậy. Em đừng có tủi thân gì hết, coi như mình kèo trên. Vậy đi. Em lấy nhau được bao lâu rồi? Dạ 4 năm. À được 4 năm, có anh bé chưa? À, dạ chưa. Chưa có dạ, hả? Rồi chút dạ, xíu gặp anh Thuận cuối giờ. Cái người sau khi cưới về, anh này anh có thật xấu không? Thật xấu thì về hình như ông thích nằm dưới hơn. Đó thấy chưa? Thấy chưa? Mày cuối rồi. Giống như là đi chợ á, hỏi anh ơi ăn cái gì, cái là sao cũng được. Hoặc làm quyết định một cái chuyện gì đó thì sao cũng sao được. Sao được? À. Dạ. Nói chung là ông làm biếng á, cái ông nhường hết cho em. Em phải suy nghĩ, phải vắt óc ra để mà lựa chọn. Còn ổng là ổng không có thèm suy nghĩ. Có nghĩa là cái tật xấu đầu tiên là quá chiều vợ đúng không? Dạ. Rồi còn gì nữa không? Ảnh yếu đuối lắm. Phải không? Dạ, lúc cưới về mới phát hiện ra ổng là mong manh lắm. Cho mong nên manh là... dễ vỡ. Dạ đúng rồi, ổng mong manh lắm. Đâu ví dụ đâu? Ví dụ như có lần đó hai vợ chồng cãi nhau cái gì đó, xong cái em mới cầm chai nước quăng cái vèo. Thế là
ổng không nói gì hết. Xong cái em cũng tưởng đâu cũng không có chuyện gì. Xong cái đi lên phòng cái thấy nằm khóc thúc thích thúc thích. Tưởng tượng người đàn ông này mà nằm khóc không đi. Em sốc lắm chị. Tại vì bình thường em cứ nghĩ phải làm sao đó, phải cái gì đó lớn lao lắm. Tức là ông nằm quay mặt vô hả? Mắt thì đỏ ke hết trơn, nằm nó cái hết cái em hỏi vụ gì vậy, lúc đó em quýnh lên hết trơn rồi. Em chạy em ôm vỗ về giống như em bé. Trời ơi. Chừng nào á, thì là Đạt khóc nó nhớ nhắn cho anh nghe. Anh sẽ xuất hiện. Vì sao Đạt khóc? Trời ơi, dễ thương vậy hả? Anh không ngờ luôn á. Nói chung nhiều khi mình bị bức xúc quá, giống mình dằn vậy không được. Tại vì làm đau mình không khóc, nhưng mà giống như bị tổn thương. Bị không biết mà cầm chai nước mà quăng vô trong mặt mình là mình phải khóc thôi. Đúng không? Ủa Đạt, có lần nào em phản ứng lại cô ấy không? Dạ không. Nạt lại. Dạ không. Tại vì vợ là để thương yêu, với vậy không dám nạt mạnh. Trời ơi. Thấy chưa? Đây nè, một ông chồng Việt Nam điển hình nè. Thấy chưa? Đó. Còn lần nào mong manh dễ vợ giống vậy nữa không em? Nói chung cũng em chỉ nhớ lần đó thôi, còn mấy lần kia chắc em không nhớ không. Rồi bây giờ tới Đạt. Dạ. Tật xấu của cô ấy có tật xấu không? Đó, nói luôn. Nói chung thì cũng có một số đáng kể. Thứ nhất là ghen hơi bị nhiều. Gần như là cái số điện thoại, tin nhắn, Facebook, Zalo của em là kiểm soát, tối về là kiểm soát hết. Em xóa bằng ngày. Em ban ngày em đi làm có chuyện gì em xóa liền tin có gì đâu. Tối về kiểm soát đâu còn gì. Mà khó. Facebook lắm. Ví dụ cái mình tới mình kết bạn nữ cái là mình dính liền. Còn gì nữa? Nói chung là kiểm soát quyền cá nhân của mình. Ghen nhiều nè. Rồi còn gì nữa? Ghen mình tới trong mơ cũng có luôn. Tự nhiên sáng dậy mặt cô đen luôn. Tự nhiên mình nói ủa hôm mình đâu có ngủ, mình đâu có quậy gì đâu ta, mà sao mà tự nhiên sáng tự nhiên giận hỏi gà mới hôm. Ghen trong mơ. Mơ là cái giấc mơ nào đó xong rồi là cứ nghĩ là thực tế là bị luôn nè. Bị luôn nhẹ thôi. Hôm bên này nặng không? Cái đó thì giận nhanh hơn là dạng mình đang nói chuyện với nữ bên ngoài. Còn gì nữa? Hơi quan trọng quá vấn đề. Giống như những cái chuyện mà nhiều khi cái mình kết bạn với người đó, người ta gửi mình kết bạn thôi, bắt đầu là mà kết bạn Facebook hoặc là Zalo đó, bắt đầu là suy diễn ra đủ thứ tình huống hết trơn, là bắt đầu cái là mình làm mẩy lên đủ thứ chuyện hết. Là giống như mình kết bạn của đó để làm gì, làm này làm đó. Kia rồi hẹn nhau này kia, là nói chung cũng hơi làm cái vấn đề nó quan trọng lên quá. Mà trong khi đó nhiều khi chỉ kết bạn bình thường thôi. Rồi bây giờ em mong muốn bà xã em thay đổi điều gì? Dạ, thứ nhất là giảm ghen lại một tí. Giảm ghen lại. Dạ. Sao ghen dữ vậy cơ? Chắc tại là em cảm thấy ổng cũng hơi dễ dụ á. Với lại chồng em giống như là mình có cái gì đó quý á, cái mình sợ nó mất. Mình phải giữ nó, mình phải cưng nó. Có khi nào mà vì hai chồng chưa có con á, rồi thành ra cứ sợ á, giống như giờ còn đang thoải mái quá rồi. Giờ ổng nhiều khi là giống mình không đủ lực á, đủ sức hút để mà giữ ổng, bây giờ phải có đứa con nữa thì mới cầm chân ổng được. Có khi nào em nghĩ vậy mà em stress không? Có một đợt á là khoảng nay 10 ngày thì em có đi chụp hình cưới lại chứ. Xong á thì mới thấy là ổng nựng một cái đứa bé gái. Ổng nựng lần thứ nhất em cũng để ý thì cũng dễ thương. Sau đó tới ổng nựng thêm cái lần thứ hai nữa thì em mới cảm nhận được là thật ra ổng cũng đang rất là mong con. Bởi vậy nên là lúc đó em cũng sợ, cũng có nghĩ tới vấn đề của chị là nếu như mà có một người phụ nữ khác mà đến mà sinh con cho ổng, chắc biết là ổng đi mất tiêu rồi sao. Cho nên là em cũng hơi sợ. Không, nhưng mà chị nghĩ rằng sau cái chuyến này về là tụi em sẽ có bầu đó. Trời ơi, cái tay nghề giờ lên dữ lắm rồi. Nước ngoài còn đặt hàng nữa. Tay nghề. Em yên tâm vụ đó. Anh hỏi mong muốn thay đổi gì nữa để chút ông này ổng ra tay cái tự nhiên. Nói chung nha, như vậy cũng tốt rồi. Bớt ghen chút là được. Bớt ghen thôi phải không? Yeah. Còn em? Ông xã em là đối với em thì đã hoàn hảo rồi. Nhưng mà chỉ thêm một chút nữa đó là lúc mà đi nhậu á thì giữ chừng mực lại chút xíu. Tại vì ổng vui quá là ổng cứ uống em cứ thấy ngồi chung đó, để cái ly đó, cái lát cái ổng hết trơn, ổng quay vòng vòng thấy còn, cái ổng hói người ta uống đi, trong khi là ổng cứ uống ực ực hoài vậy đó.
Cho nên là em cao không em? Lúc trước thì uống tính lít, nhưng bây giờ uống chăn xị là sao? Trước là tính lít đó hả? Tính chăn xị hả? Giờ phải chăn xị là được rồi. Tại vì sức khỏe nó cũng lớn tuổi. Vậy hả? Uống mà tính lít nghe ghê. Tại em biết sao không? Chị nói nghe nè, bây giờ muốn có con phải bớt rượu, bớt thuốc đi mới được. Nói chung em đã muốn bỏ giảm thuốc rồi. Giảm rượu cũng giảm nhiều. Giảm đi cân, giảm nhiều đi. Rồi mới chuẩn bị để có em bé được, đúng không? Tại vì vợ trẻ mà. Nay là em bao nhiêu nè? Dạ, 31. 31, chồng là 38, đúng không nè? Đó thì nói chung là hai vợ chồng thì là quá tuyệt vời rồi. Mà em đừng có thèm ghen nữa. Chị nói thiệt, biết sao không? Em không nghe em xả cái đầu em ra. Em xả cái đầu em ra thì em mới thoải mái để em chuẩn bị có bao có bầu được. Thì cái đầu của mình á, đầu của mình mà mình nặng nề, mình stress quá là mình khó có con. Không, cái đó chị nói thiệt. Thoải mái, khỏe đi. Kệ, quăng ông ra đời chỉ làm những anh đừng uống rượu nữa, anh đừng hút thuốc nữa để giữ sức khỏe. Nặng mà có em bé thế thôi. Ha, giờ tới phần em đó, cưng em hoài à. Hoài á, người ta trong có cái chuyện em chúc cái điều đó đó. Trước khi anh chúc đó, thì hai vợ chồng cũng phải có một cái lời hứa, một lời thỏa thuận thì lời chúc này nó mới linh nghiệm. Chứ bây giờ tôi chúc mà bên kia không thỏa thuận thì cũng khó lắm. Thứ nhất là bên này phải hứa với tôi là ít nhất là 6 tháng bỏ rượu bia. Cái này tâm bạn này thì tâm này nè, đây nè. Kinh nghiệm của người đàn ông có hai đứa con nè. Bạn phải bỏ ghen đi. Đúng rồi. Đầu nó phải xả stress, đúng không? Đúng đó. Nó như là hai vợ chồng tối nay về thử hứa nha. Rồi nhân dịp hôm nay hai bạn đến với chương trình Vợ Chồng Son thì xin chúc cho vợ chồng của Đạt mau chóng sẽ có một cái tin vui, sẽ có một thiên thần bé nhỏ xuất hiện trong gia đình trong năm 2018. Cảm ơn em. Hôm nay lúc đó vừa xấu nè, vừa cao nè, vừa ốm nè, không có gì nói chung là nói trội cả. Mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để đón chào cặp vợ chồng đầu tiên. Chào hai bạn. Dạ, em chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân ạ. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo, năm nay em 21 tuổi. Quê em ở Tiền Giang. Hơi bị rung đó nha, hơi bị rung đó nha. Dạ. Mời quý vị chồng tràng pháo tay cho nàng công chúa trên đây. Rồi. Hỏi ông xã đi, cây tùng cây bách hỏi trước nè. Dạ. Mời anh ấy giới thiệu. Xin chào anh Quốc Thuận và chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Quốc Huy, 28 tuổi. Quê ở Thái Bình, hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Em nghề nghiệp là làm ngân hàng. Làm ngân hàng. Mời em giới thiệu cho mình. Em tên là Huỳnh Thị Thanh Thảo. Em năm nay 21 tuổi. Quê ở Tiền Giang. Em kinh doanh tại nhà. Wow. 21 tuổi nhà. Là nhỏ hơn Huy 7 tuổi. Dạ đúng rồi. Một người thì ở Thái Bình, còn người ở Tiền Giang. Chà, khoảng cách dữ à, xa dữ à nghe. Nhưng mà cùng hai người này cùng sống ở Sài Gòn mà đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng. Đấy, thì cho nên là cô này á, là cổ là em là kinh doanh tại nhà. Dạ, tức là quê em là ở Tiền Giang, nhưng mà anh này về quê xong rồi gặp em. Về quê em á? Dạ, mới đèo em lên đây. Là ngân hàng cử em chi nhánh gì đó. Chuyện là như thế này, em có anh họ cưới vợ là dì của vợ em. Quê ở Tiền Giang, nhưng làm việc thì hiện nay hai anh chị là ở thành phố. Thế là về đám hỏi em là người biên cáp. Vợ em là bên bên già nhà gái. Thì coi như một người phụ dâu, người phụ rể đúng không? Dạ, em thì mới chia tay bạn gái được năm. Nên là chưa có bồ đi. Thì là cũng đang tìm kiếm gọi là yêu đích thực luôn á. Thế là mới gặp vợ em. Thế là thấy ấn tượng liền. Xinh quá mà không ấn tượng sao được ông ơi. Nhưng mà cái lúc đó thì em nhìn thấy anh này thì em có thấy đặc biệt không? Dạ không, anh này á, nói chung là cũng không có để ý lắm. Tại vì lúc đó em cũng còn nhỏ nên mình cũng không có tư tưởng nhiều về mấy vấn đề đó. Lúc đó là mấy tuổi? Dạ chắc khoảng 19. Tức là anh này lúc đó vừa xấu nè, vừa cao nè, vừa ốm nè. Không có gì nói chung là nổi trội cả. Tự dưng bây giờ nói ra người ta chạnh lòng quá cơ. Nói ra là chị Hồng Vân nhìn. Ủa nhưng mà tụi em là cưới nhau mới 2 năm đúng không? Dạ chưa, cưới nhau khoảng cỡ 6-7 tháng gì thôi à. Biết nhau là 2 năm, bây giờ 19, nay 21 tuổi rồi. Dạ. Mới 6 tháng. Dạ, tức là lúc đám hỏi là mới gặp anh này mình cũng không biết gì nữa. Rồi xong mấy anh này tự động xin số điện thoại. Lúc đó cũng kiểu nhắn tin qua lại như bạn bè thôi, chứ cũng không có tần suất thường xuyên. Xong rồi lại anh này đám cưới lại xuống nữa.
cái là cũng gặp mà cũng chẳng thấy nói chuyện, chẳng thấy gì hết, nên mình thấy chắc cái này kiểu cà rỡn thôi. Xong rồi cái bẵng đi một thời gian chắc khoảng cả 2 tháng, anh này bị tai nạn, đã banh bị đứt dây chằng đầu gối. Dạ. Xong cái em mới nhắn tin với vợ em, nói là anh đang nằm bệnh viện. Thế là lúc đó thì vợ thì đang ở trên Sài Gòn làm, nhưng mà em không biết, em không biết. Thế là mấy gì nhà vợ mới, lúc đó mới thấy em là giống như là gọi là mai mối đi ha. Dạ. Thế là mới giục vợ em là qua thăm đi con. Thế là hôm 28 Tết mới hai người gặp nhau ở công viên trước nhà em. Rồi sau đó là bao lâu thì mới chính thức yêu nhau? Hình như là mấy ngày sau thì... Rồi gia đình em ok vợ không? Đó là một câu chuyện khá là dài. Tại vì là nhà em người Bắc hết, vợ em người miền Tây, còn trẻ nữa. Cho nên là quen vợ em á, là mọi người cũng nghĩ là quen chơi thôi. Mà em đã làm bằng cách nào để mà... Em sau Tết á, là em đưa vợ em lên Sài Gòn để làm việc, thuê chỗ cho vợ em ở trọ, giống như là yêu gần luôn á, chứ không có cho yêu xa. Không yêu xa nữa. Không yêu xa nữa. Đó, thứ nhất, thứ hai đó là cho vợ làm để mà cho chứng tỏ với ba mẹ em á là vợ em có khả năng, có năng lực, có đi làm, có kiếm tiền đàng hoàng, chứ không phải là con nít, không phải là sống. Bố em mới hỏi là thế cưới về vợ làm gì, hay là con nuôi vợ. Em cố gắng chứng tỏ cho bố em rồi gia đình em thấy là vợ em có khả năng, hai đứa công bằng kiếm tiền. Rồi mà sau đó thì ông bà là đồng ý đúng không? Em rất là cương quyết trong cái vụ này, cho nên là bố mẹ em đồng ý cho em cưới. Xong rồi bắt đầu tới 6 tháng sau khi đám hỏi có một sự việc xảy ra nữa. Tức là khi mà đám hỏi thì em với anh này đã bàn bạc với nhau và như thế nào đó. Xong nhưng mà do anh này lúc đó là không có nói để gia đình hiểu về cái phong tục của em nhiều lắm, nên hình ra hai gia đình cũng có một xíu về cái phong tục nó khác, nó không có được như ý lắm. Đó là cũng buồn lắm. Lúc đó là nghĩ là chắc thôi không cưới nữa rồi, chịu hết nổi rồi. Quá nhiều vấn đề rồi, quá nhiều cái khó khăn rồi. Nhưng mà sao rồi thôi suy nghĩ lại, thôi cố gắng lại vượt qua tiếp. 6 tháng sau cưới, lại lúc đó là anh trai của anh này á, mình không có nói chuyện nhiều, nên thành ra cũng hai anh em cũng không có hiểu nhau lắm. Nên thành ra còn chỉ còn có một tuần nữa thôi là tới cưới, thì có một sự hiểu lầm. Ngày hôm sau là em bước khi đi về quê là em tổ chức cưới. Nhưng mà em rất là buồn, nhưng mà thôi mình cũng cố gắng. Tại vì tất cả những thời gian trước á, mình đã chịu đựng rất là nhiều thứ, mình đã vượt qua được. Thì thôi thì bây giờ cái việc này thôi cố gắng cho qua luôn. Thế là mới cưới xong đến ngày hôm nay. Theo chị như thì bây giờ tụi em đã vượt qua tất cả những điều đó rồi. Dạ, đúng không nào? Vượt qua hết rồi. Thì cái điều cần thiết nhất bây giờ là làm sao để hóa giải tất cả những mối quan hệ đó, để sau này con cái của mình rồi còn gặp ông, gặp bà, gặp bác, gặp cô, gặp gì thì mình là em út mà. Dạ. Mà cái điều đó vừa tốt cho mình, vừa tốt cho chồng, mà lại vừa tốt cho tất cả mọi người. Thì dạ, chị nghĩ không có cái gì mà phải bị tổn thương hay là bị thiếu tế nhị hay là bị gì hết. Có nghĩa là ở đây mình ức. Có, mình ức chứ, ai làm người ai cũng phải vậy mà, đúng không nè? Nhưng mình sẽ là người chủ động trước trong cái mối quan hệ này. Dạ, nhưng là cũng rất là mối quan hệ giữa anh chồng và em dâu tốt hơn, cải thiện nhiều hơn. Thì đó, thì chị, dạ, chị nghĩ như vậy nè, nhân cái cơ hội này á, thì em nói mình một nói cái điều gì đó hết sức là chân thành. Em nói bằng cả tấm lòng của em. Anh nghĩ là anh sẽ với gia đình bên chồng thì chị nghĩ là mọi thứ nó sẽ khá hơn rất nhiều. Dạ. Đó, hai vợ chồng cùng nói để cho gia đình mình hiểu. Em nói trước đi. Dạ, sau qua chương trình này thì con cũng muốn cảm ơn đến bố mẹ đã tạo điều kiện để cho hai vợ chồng con có được như ngày hôm nay. Cái thứ hai là con cũng muốn nói chuyện với anh, được chia sẻ nhiều hơn. Tại vì con là người miền Nam, còn gia đình thì là người Bắc, nên thành ra là cái phong tục tập quán thì nó cũng khác nhau. Cho nên con cũng mới về, cho nên con sẽ cố gắng để mà tìm hiểu, để mà gia đình mình gắn kết yêu thương nhau. Đó, đó thì... Em sống với anh từ bé đến giờ cho nên là cũng biết là anh rất là tốt. Nhưng mà có chỉ chẳng qua là do cái sự khác biệt về tập quán rồi cách suy nghĩ của hai vùng miền, cho nên là gây ra một số hiểu lầm không đáng có. Nhưng về bản chất thì cả hai bên đều rất là tốt. Hy vọng là anh trai sẽ cởi mở hơn. Rồi tại vì
vợ rất tốt, rất là biết suy nghĩ cho gia đình chồng. Chồng á thì là không khéo nói lắm, có nghĩa là chồng bộc lộ cái điều mình suy nghĩ với những cái văn phong rất là ngắn gọn xúc tích. Thành ra là em á, là chị nghĩ là em nói nó sẽ mềm hơn đó, thì sau này là em cứ chủ động em nói chuyện. Dạ. Em nói chuyện với lại anh với lại bố mẹ nữa. Dạ. Đó. Bây giờ là Huy trước đi. Huy mong muốn vợ mình để thay đổi những điều gì? Có chút xíu thay đổi thôi, là vợ hãy bình tĩnh lại, không nên quá nóng nảy. Rồi mong muốn ông thay đổi điều gì? Đừng có mê điện thoại nhiều quá. Tại vì đi làm về đã xa rồi, không có gặp nhau rồi. Về thì dành thời gian cho nhau nhiều hơn. Thứ hai là quan tâm, chia sẻ nhiều hơn, ít vô tâm lại. Rồi biến lại, rồi biến quá. Dạ, với lại là bớt từ cao từ đại đi nè. Từ cao từ đại nè. Suy nghĩ cho vợ xíu. Nhiều cái xấu quá. Cô còn nhỏ mà suy nghĩ nhiều lắm đó nghe. Suy nghĩ nhiều quá nên cũng mệt óc lắm ạ. Đó nhé, mình vừa là chồng mà mình phải vừa vai chú nữa đó. Đó thì là mình phải làm gương chứ. Dạ, với lại là cách nói chuyện của ảnh là phải có chủ ngữ điện đấy, rất ngắn gọn và xúc tích. Chứ còn mà ví dụ mà chọc vô thân bài không là không ai hiểu. Ví dụ như là nhiều khi là em là vợ, nhưng mà đôi khi em còn không hiểu nổi. Nếu mà ảnh ra ngoài ảnh nói chuyện với người khác, ý ảnh có thể là nó không như vậy, nhưng mà người khác sẽ hiểu sai ý ảnh. Cái cách nói đó. Em muốn ảnh thay đổi, quan trọng nhất là cái đó thôi. Bởi vì về nhà với vợ thì không vấn đề gì, vợ chồng hiểu nhau. Nhưng mà khi mà ra ngoài giao lưu với xã hội thì nó lại khác nữa. Chị thấy là em, khoảng cách tuổi tác của em với vợ em là tương đối là xa đó. Nhưng mà chị thấy là vợ em rất là chín chắn. Rồi em không ngờ là chín mới chắn. Có 20 thôi đó. Đó. 20 còn 21. 21. 21 cũng đúng, 20 cũng đúng. 21 tí. Ừ đó. Sắp tới 21. Đấy. Thì chị thấy như vậy nè. Cái nóng tính của vợ em á, thực ra nó là vấn đề về tuổi tác. Nó còn nít quá mà. Dạ, hiểu không? Dạ đúng. Thì từ từ đi rồi bình tĩnh nó bớt sốc nổi. Chứ dạ, bây giờ làm sao mà nuốt được cái tuổi trẻ của người ta. Cứng đầu nó lắm. Phải có cái thứ tự dạ. Chứ đúng không? Dạ. Trong khi mình á, mình lớn tuổi hơn người ta nhiều mà mình bị người ta nói là mình vô tâm là thấy không được rồi đó. Đúng không? Rồi nói chuyện không có đầu đuôi rồi là thấy không được rồi đó. Rồi dán mắt vô điện thoại, vợ còn ngon quá. Vợ xinh. Trẻ trung xinh đẹp gì mà dán mắt vô điện thoại hoài sao mà được. Đúng rồi. Đúng không? Có em bé chưa nè? Dạ, bọn em tính sang năm ạ. Đấy, chuẩn bị có em bé mà cứ điện thoại này sao mà được. Bởi bớt cái điện thoại lại. Dạ, nhiều khi cứ hay treo đó. Anh mà cứ như vậy là em không có cho sanh em bé đâu. Bao giờ mà em thấy anh có thể chững chạc lên chức làm bố thì em sẽ cho sanh. Thấy ghê chưa? Ôi trời ơi. Chị mình 21 tuổi nói mình phải chững chạc lên. Chạc trời ơi. Thôi, chú Bin chúc hai bạn mau qua bé đi. Qua Tết lận. Cái gì? Người ta muốn qua Tết. Qua Tết là cấn bầu. À. Thì người ta phải ấy công lực từ bây giờ. Bớt bỏ điện thoại đi, tránh xa điện thoại ra. Ví dụ như anh Trúc mà có, mà ổng không thay đổi những cái tính đó rồi sao đây? Nếu không thay đổi thì thôi mình sẽ cố gắng từ từ. Thì phải chịu thôi. Dạ, nói chung cố gắng từ. Nói chung là dạ. Mặt tái đi liền. Có lời đáp lại đi. Đó. Mong muốn lắm rồi đó. Tại vì đáp lại đi rồi tôi chúc. Đáp lại đi rồi tôi chúc, cái dính liền á. Dạ, em nói đúng ra thì em rất là thương vợ em. Thì cơ bản là có thể em hơi vô tâm thật. Tại vì là em thường không quan tâm đến chuyện xung quanh. Em mà không nghĩ thì... Dạ, thì thế cho nên là nói đi, nhìn vợ nói dạ đi. Cho nên là vô tình anh chưa thể thay đổi ngay lập tức được. Nhưng mà rõ ràng là anh chỉ sống với vợ thôi, chả sống với ai cả. Cho nên là vợ là quan trọng nhất với anh. Cho nên là anh thì dù có gì chăng nữa thì anh cũng lắng nghe vợ nhiều hơn. Thì anh sẽ cố gắng là nói chuyện một cách nó rõ ràng trước hơn. Trước đó sao mềm mỏng rồi. Rõ ràng hơn để cho vợ khỏi bị hiểu lầm. Nè, em sẽ ghi nhận đó nha. Yên tâm, anh cũng ghi nhận. Rồi, xin chúc cho hai vợ chồng Huy trong năm sau nha. Đúng. Có một em bé kháu khỉnh, đáng yêu, dễ thương, xinh tươi, khỏe mạnh xuất hiện trong gia đình của ông bố Huy. Dạ, xin cảm ơn anh. Xin cảm ơn chị.
Người ta hẹn 9 giờ thì 9 giờ 8 giờ rưỡi người ta tới, mới 8 giờ 15 gọi điện thoại là tuần đầu tiên em. Xin mời quý vị dành một tràng hoa tay để đón chào cặp vợ chồng tiếp theo. Xin chào hai bạn. Dạ. Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, tôi xin được giới thiệu, tôi là Minh Tiến, hiện đang là giám đốc kinh doanh của một công ty du lịch nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh. Dạ. Anh Tiến đang nhiêu tuổi? Dạ 34 ạ. Chào em Tiến. Dạ em chào anh Thường. Em chào chị Vân. Xin chào quý vị khán giả, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Trịnh Hoàng Vân Anh, tôi 33 tuổi và hiện đang làm trợ lý giám đốc ở một công ty nước ngoài. 33 tuổi mà ngày 34. 34 tuổi. Nhất gái hơn hai. Như trai lớn một. Mà nhìn kỹ hai cái mặt này có nét hao hao giống nhau. Dạ, mặt phu thê. Gương mặt phu thê. Dạ. Hai vợ chồng bạn bắt đầu tình yêu như thế nào và lần đầu tiên gặp nhau là ở đâu? Ai là người chủ động cua đối tượng kia? Dạ thì năm 2011. Dạ, khi đó thì em đang là điều hành hướng dẫn viên của một công ty du lịch. Thì bạn này cùng với là một bạn nữ nữa thì mua tour Thái Lan. Dạ. Thì thời điểm đó thì em cũng đang có dạng như đang buồn. Dạ thì thôi em nói là thôi để mình đi chơi, đi xả stress luôn. Dạ thì đó là cái lần mà em gặp bà xã em cũng như định mệnh, chuyến đi định mệnh em mà tự gặp nhau là ở đâu? Thái Lan. Gặp nhau ở cái tour Thái Lan. Dạ đúng. Dạ có nghĩa là thời điểm đó là em hẹn với lại khách hàng á là tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất. Dạ thì bạn này và một bạn nữ nữa tới sân bay, nhưng mà bạn này tới sớm, em thường là tới sớm nửa tiếng để mà em đợi mọi người, bạn này tới sớm hơn. Gọi điện thoại cho em nói ủa sao kỳ vậy, sao giờ này chưa tới nữa. Là cái ấn tượng đầu tiên của em là bạn này hơi bị khó rồi đó. Ủa cười quá. Dạ, người ta hẹn 9 giờ thì 9 giờ 8 giờ rưỡi người ta tới, mới 8:15 gọi điện thoại là sao. Dạ thì em ấn tượng đầu tiên là bạn này hơi bị khó. Hơi bị khó. Và khi gặp nhau thì ấn tượng của em đó về bạn này như thế nào? Em thấy rất bình thường, không có gì đặc biệt hết. Nhưng mà em có khó chịu về cái chuyện mà ảnh là leader mà ảnh lại đi đến trễ hơn em không? Lúc ảnh tới em có nói là sao tôi leader mà tới trễ vậy, để cho khách tới trước vậy. Xong anh nói chứ không, tôi tới đúng giờ. Tại bạn tới sớm đó. Cãi lại vậy đó. Như người ta là người ta phải sorry chị thế này. Thì cũng nói kiểu là giỡn qua giỡn lại chứ không phải là nói chuyện nghiêm trọng. Dạ, thì em nói vui, em nói là tại vì chị tới sớm, tại em chưa biết, em biết tuổi rồi, biết nhỏ hơn em rồi, nhưng mà lịch sự thì em nói là tại vì chị tới sớm mà chứ Tiến là Tiến đến đúng giờ. Dạ. Rồi sau đó thì như thế nào? Dạ thì cái chương trình đi ngày hôm đó là có khoảng tầm 8 người thôi. Dạ thì đi qua ngày đầu tiên thì rất là bình thường. Chỉ có qua ngày hôm sau đi Pattaya thì mọi chuyện mới bắt đầu xảy ra. Đó, xảy ra. Xảy ra. Dạ. Sao xảy ra mình có vẻ như thế. Dạ thì mấy anh Thuận với là chị Vân biết rồi đó, mình xuống Pattaya thì mình sẽ thường sẽ có một cái chương trình là mình đi option là mình đi coi. Coi đó. Dạ. Thì bạn này cũng đi. Thì lúc vào thì cái không gian, cái khán phòng nó hơi tối. Thì em mới chủ động em nắm tay bạn đó, em kéo đi. Bạn này đó. Dạ đây, bạn đây. Bạn này, đây. Bạn này đang nói về bạn này. Đang gọi bạn này mà nói bạn đó. Tiếp. Dạ em mới kéo tay bạn này vào chỗ ngồi. Dạ thì em thấy là sao em nắm tay và để yên cho nắm luôn. Dạ thì em mới ngồi ngay bên cạnh luôn. Em nắm tay suốt trong cái buổi đó. Bây giờ mình hỏi bạn này đi. Thiệt lòng đã kết ông này rồi đúng không? Thật sự thì khi mà bạn nắm tay em, bạn dắt đi, em nghĩ là bình thường, ga lăng thôi. Xong rồi tới một lúc sau coi một cái show mà có vẻ táo bạo hơn thì mình cũng ớn quá. Thì ông này cũng nắm tay thì mình cảm giác là có một người bảo vệ mình. Thời điểm lúc đó em có một cái cảm giác là vui thôi. Em không nghĩ gì là sâu xa với anh này hết. Thấy là cũng được, quen trên tour cũng vui. Người ta là quen qua đường, còn này quen qua tour vậy. Ông cũng nghĩ là quen em qua tour thôi. Dạ. Thôi dễ sợ quá. Dạ tại vì em làm du lịch thì em đi rất là nhiều những cái tour. Và trước đây em làm hướng dẫn viên và làm tour leader thì em tiếp xúc rất là nhiều. Em cũng thú tội rồi. Dạ, em cũng quen nhiều lắm rồi. Dạ. Chứ không phải mới yêu em lần đầu. Dạ. Nên là khi đó thì thật sự ra em cũng vẫn nghĩ là chắc là quen xong tour rồi thôi. Đúng rồi. Nhưng mà có gì đó nó hơi vương vấn chút xíu. Còn em sao? Lúc về em có vấn vương gì không?
Em thấy giống như là em cũng thấy là bạn cũng đang có ý đồ cưa cẩm mình. Thì em cũng tạo cơ hội cho bạn. Rồi sau đó bao lâu thì yêu nhau? Cũng chì chật lắm, cũng khoảng 1 tháng sau mới quen được. Bọn cua ta có 1 tháng trời thôi đó. Bọn tháng vậy? Tôi tưởng đâu chắc phải 3 năm cua 1 tháng trời thôi đó. Rồi yêu nhau có hợp với nhau không? Vui không? À, lúc mới yêu mà, thật vui biết bao nhiêu. Nhưng mà... Trời cái miệng này đi. Bởi vậy anh đúng, thấy đúng. Nói vậy. Dạ nhưng mà thật sự ra hai vợ chồng em bị khắc khẩu. Dạ từ lúc quen, lúc cưới cho lúc mà tới hiện tại bây giờ một chút nào đó cũng khắc khẩu. Dạ. Nhưng mà cãi mà có giận hờn bốc hỏa được không? À, dạ giận la hứ hứ này nọ nhau á. Dạ. Dạ. Đó nhưng mà chia tay thì là không. Dạ. Nhưng mà cái miệng này thì cái miệng bên đây cãi lộn lại không? Em mới tính của em á thì khi mà em giận thì em muốn bỏ đi chỗ khác, em muốn đi tìm một cái chỗ nào nó thoải mái, em muốn relax rồi sau đó em mới từ từ em giải quyết sau. Còn bạn này thì muốn là cái sự việc lúc đó là phải giải quyết liền 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 liền. Thì nên đôi khi cái đó cũng là một trong những cái mâu thuẫn. Mỗi người một kiểu ha. Em mà bực quá là em phải nói, hoặc là nói oan em một cái chuyện gì đó là em phải nói, em không thể nào mà em nhịn để sau được. Nhưng mà ổng đi gần sao có níu áo lại không? Có, chạy theo. Dạ chạy theo nói chạy cho theo được. Gì chạy vừa nói. Dạ đúng rồi đó anh, đúng rồi chính xác. Đúng rồi, dạ. Ông xã đứng lại và xã đang nói mà đi đâu vậy? Rồi ông xã có đứng lại không? Ông xã không, không đi. Vẫn không đứng, xong em níu. Thật ra tôi nhìn á, tôi có cảm giác giống như là bên này là sẽ hiền dịu và thậm chí phải chịu đựng hơn. Bên này chắc chắn cãi lộn không lại bên này đâu. Cảm giác của em trật lất rồi em ơi. Dạ đúng rồi anh. Đúng gì đó trời. Em hiền lắm, ở nhà em hiền lắm. Giống Đại Nghĩa, hiền. Em hiền. Hiền lắm. Rồi cái đó là thời gian yêu nhau đúng không? Dạ. Trong thời gian yêu nhau là thường xuyên khắc khẩu và cãi nhau. Dạ. Rồi lấy nhau rồi có khắc khẩu nữa không? Đúng rồi, có cải thiện không? Dạ thì sống chung với nhau khắc khẩu còn nặng hơn. Dạ. Trời ơi. Ở chung với nhau thì nó phát hiện nhiều thứ hơn. Lại còn cãi nhau nhiều hơn. Rồi có bao giờ mà chồng hoặc là vợ giận nhau rồi bỏ nhà ra đi không? Dạ có. Ai? Dạ, ai là người đi? Em là người đi. Em đi ra ngoài, em thuê nhà em ở. Bao lâu? Gần 3 tuần. Trong 3 tuần đó có chuyện gì xảy ra không? Dạ có ạ. Thì để vợ nói đi. Đó là một cái đỉnh điểm trong cái đời sống hôn nhân của vợ chồng em. Lúc đó là em mới sinh bé xong được 1 tháng rưỡi. Nói chung là tính khí lúc đó em không biết là có phải là phụ nữ sau sinh dễ bị trầm cảm, khó chịu, tính khí thất thường. Dạ, thì cũng hay cãi lộn với ảnh. Xong rồi ảnh cũng khó chịu thì cãi nhau rồi ảnh bỏ đi. Xong rồi vợ chồng ly dị. Vợ chồng nói với nhau là thôi bỏ. Dạ thì đó cũng là lý do một trong những lý do mà em ngày hôm nay em ngồi ở đây. Thì thời điểm đó là có lẽ là hai vợ chồng chưa có một cái tâm lý để mà đón nhận một cái thành viên mới. Dạ, nên đâm ra là có một cái gì đó nó hơi bị stress. Lúc đó thì em lại bị tấn công bởi một cái giống như xuất hiện người thứ ba. Người thứ ba, người dạ. Thứ ba. Nên là em vô tình làm cho vợ mình bị tổn thương nặng hơn. Dạ, thì em bỏ đi 3 tuần. Thì những ngày mà em ở một mình á, suy nghĩ á, thì thật sự là không ai có thể thay thế được vợ với con em. Dạ. Hai cái gương mặt này lúc nào nó cũng nằm ở trong đầu em hết. Dạ. Rồi lúc nào nó cũng nghĩ là mình làm như vậy thì người ảnh hưởng đầu tiên là vợ mình, rồi ảnh hưởng sâu xa hơn nữa sẽ là con mình. Thì sau 3 tuần em chủ động hạ bớt, và cũng như là em cả bỏ hai hết vợ chồng đều em bỏ hạ nhiệt hết rồi. Những cái mà gọi là và muốn nói chuyện bình tĩnh với nhau một cách nghiêm túc trở lại. Nhưng mà chị rất muốn biết cảm giác của em lúc đó. Thật sự là rất là stress. Và nó cũng giống như một cái ám ảnh. Em cứ xả ra đi, em không có việc gì em phải kèm lại đó. Thật sự khi em quyết định hai vợ chồng đi dị đi, là em nói thẳng với lại Tiến ông xã em á, em hoàn toàn có thể nuôi con được. Về công việc, về địa vị xã hội, về tất cả mọi thứ, em hoàn toàn có thể bảo đảm cho con em một cuộc sống đầy đủ, vui vẻ, hạnh phúc. Em chấp nhận làm mẹ đơn thân. Nhưng rồi sau 3 tuần em suy nghĩ rất nhiều. Và em thấy là có lẽ trong cuộc đời mỗi người thì ai cũng sẽ có những lần, có những cái sai lầm. Thật sự lúc đó em không nói em là cao cả hay cao thượng gì hết. Nhưng em chỉ nghĩ một điều duy nhất là mình
còn tình cảm với nhau. Em biết lúc đó ông xã em cũng còn tình cảm với em khá nhiều, và với con nữa. Em mới quyết định là em ngồi xuống em nói chuyện lại với ảnh và xem như là tạo một cơ hội để quay lại. Thật sự là em cũng phải chưa phải gọi là đi quá đà. Dạ, chưa phải đi quá đà, mà tại vì chính thời điểm đó, trong cái hoàn cảnh đó thì giống như đó là một cái cánh cửa mà mình nghĩ là nó sẽ đi đến là lối tốt, là một cái hướng đi tốt, nhưng mà mình không tưởng tượng được đó là một cái hướng đi nó tồi tệ như vậy. Dạ. Thì như bà xã em nói là sau 3 tuần thì may mắn đều là em không mất vợ với con em. Dạ. Nếu như là mọi người có xem ở cái số này á, thì sẽ rút ra được rất nhiều những cái kinh nghiệm và những cái ứng xử của mình trong cái mối quan hệ vợ chồng. Giống như lời vợ em nói gì thì nói, tại mình làm gì làm mình cũng là con người. Mình không phải là thánh là thần để mình có thể không bao giờ có tội lỗi hoặc là không bao giờ mắc lỗi. Dạ, vấn đề là cái người phụ nữ họ khôn và họ thông minh ở chỗ là họ biết vị tha đúng chỗ và đúng người. Thực sự nếu như chồng em không còn thương em thì thôi đi luôn, không còn nuối tiếc. Nhưng rõ ràng mình hiểu được rằng mình vẫn còn quá yêu chồng mình và chồng mình cũng còn quá yêu mình. Thì cái việc mà em bỏ qua, em tha thứ, đó là em hoàn toàn sáng suốt. Và đó là chứng tỏ cái bản lĩnh của em. Và cái mà em thành công hay không cũng là do cái điều đó đó. Dạ. Chứ còn người phụ nữ bình thường thì người ta sẽ không bao giờ chấp nhận anh thế này, anh thế nọ và rồi tan nát một cái gia đình. Mà em biết cái hệ quả của cái việc mà một gia đình tan nát nó kinh khủng lắm. Không những cho mình mà vấn đề nhất là những đứa con của mình. Thành ra là đầu tiên là chị phải chúc mừng hai vợ chồng em. Yeah. Sau đó là chị phải cảm ơn tụi em đã đến tham gia với chương trình. Bởi vì câu chuyện của tụi em á, chắc chắn sẽ có lợi rất nhiều với những cặp vợ chồng khác nếu mà các bạn có theo dõi cái chương trình này. Yeah. Và chị cũng phải nói là chị quá khâm phục vợ em. Hôm nay em tham gia chương trình này đó, thì nhân cơ hội này em có muốn nói điều gì với vợ em? Món quà của em là cái gì? Em muốn đến đây là vì cái mục đích đó của em, thì em nói cho vợ em đi để vợ em hiểu. Mình đứng lên đi, đứng mình quay mặt đi đi, mình không có nhìn nên mình coi lại thôi, mình coi phát sóng lại thôi. Tôi coi YouTube. Giống như như bà có nói với má, mình may mắn là mình không có mất nhau, và mình đang có những cái hướng đi tốt. Mình đang chuẩn bị sẽ đón nhận một cái không gian sống mới, mình đang chuẩn bị có một cuộc sống mới, và mình sẽ có nhiều khoảng thời gian bên cạnh Mini. Ba yêu hai má con nhiều lắm.